Nếu bạn đang có nhu cầu mua League of Mobile để chơi cùng bạn bè, hãy ghé qua shopmoviet.vn để ủng hộ Mô Việt nha. Shop bán League duy nhất của Mô Việt. Hiện tại shop đang có chương trình giảm giá đặc biệt 20% anh em ơi. Hello chào bạn, trở lại kênh Mobile Moba Việt. Trang là Trang mà Nguyệt là Hoa. Công tử Hoa Nguyệt, công tử Trang Hoa. À, cái này thì không ổn cho lắm đâu các bạn ơi. Đây là trang phục bậc S của vị tướng Enzo. Và có một cái thông tin khá là buồn cho Enzo là phiên bản tiếp theo sẽ bị giảm sức mạnh. Về cái tầm xa của chiêu 2, tầm xa của chiêu 2, cái tỏa liêm các bạn không ném được quá xa nữa. Hiện tại các bạn có thể ném xa là tầm khoảng cách thực là 10,5m. Phiên bản tiếp theo chỉ có 8,5m thôi, giảm khá nhiều. Và cũng như cào siêu thanh, chiêu cuối cũng bị giảm cái thời gian hồi chiêu đi tầm 1 giây. Chạy hộ mình với, chiêu cuối bay sang. Rồi, và mình hồi chiêu 2 rồi nha. Và kết thúc bằng cái chiêu cuối. Và tiếp tục là bé Valet. Rồi, hát về, chiêu cuối. Quá hay các bạn ơi. Wow, không biết team bạn có cái gì đó khó hiểu anh em ơi. Khó hiểu thật. Tại sao Violet không có bùa, không có bùa đỏ hoặc là không có bùa xanh? Ít nhất bạn đấy phải có một bùa đỏ hoặc bùa xanh, chắc chắn là có một cái sự chôn game không hề nhẹ ở cái team bạn rồi. Hôm nay Mô Việt tiếp tục hướng dẫn anh em phong cách chơi Enzo của mình. Thực ra lâu lắm rồi không chơi Enzo, nhưng mà do anh em yêu cầu nhiều quá thì mình tiếp tục lại chơi Enzo nha. Con này là con đòi kỹ năng cũng khá là cao, bởi vì đầu tiên là các bạn phải tung cái tỏa liêm thật chuẩn xác để có cái hiệu ứng câu hồn trên đầu tướng địch. Hiệu kỹ năng vừa trang phục mình thấy rất là đẹp này. Tỏa liêm chính xác rồi, hất về. Chiều cuối tôi cứ đánh thường thôi là có mạng luôn của Violet. Mà Violet có vẻ là rất khổ nha các bạn ơi. Những vị tướng xạ thủ khi đã dính cái câu hồn của Enzo thực sự là thôi khỏi, bye bye luôn, khỏi chạy anh em ơi. Nhất là những cái tình huống mà solo kill với nhau, Enzo hoàn toàn chiến thắng. Bởi vì câu hồn giúp Enzo chịu ít sát thương và gây nhiều sát thương hơn. Phù hiệu sử dụng cho Enzo thì mình sẽ sử dụng phù hiệu quốc dân Thánh Thuẫn. Nhưng mà có một cái điều đáng buồn trong phiên bản tiếp theo, Thánh Thuẫn không còn hiệu ứng tăng tốc chạy nữa. Ai xích trúng rồi, xà thế nhỉ anh em ơi. Thế thì chạy đâu hả bạn, chạy đâu. Rồi, kết thúc ở đòn đánh thường. Tiếp tục xích ngang. Rồi, hất chiêu 2 về, hất chiêu 2 về, kích hoạt chiêu cuối sang bên này. Tiếp tục chiêu 1, vạn chiêu cuối anh em ơi. Chóng mặt luôn, ây không được rồi. Thế thôi, rất may mình có cái niềm nha. Nếu anh em nào chưa biết combo của Enzo thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em combo Enzo. Nói chung là cũng có khá nhiều kiểu combo. Thực ra mình thấy có hai kiểu combo các bạn rất hay dùng và chúng ta dùng trong những tình huống khác nhau. Cái kiểu combo đầu tiên là các bạn tất nhiên là phải dùng chiêu 2 trước rồi, và chiêu 2 chuẩn xác rồi chúng ta làm gì thì làm. Sau đó thì các bạn sẽ dùng chiêu 1 ngay lập tức để kéo tướng địch về. Sau khi kéo được tướng địch về rồi thì mình sẽ dùng chiêu 2 hất tướng địch quay trở lại và dùng chiêu cuối. Tiếp tục dùng chiêu 1 và dùng chiêu cuối. Nhớ phải đánh thường sau khi sử dụng chiêu 1 nha anh em ơi, thì các bạn mới gây được nhiều sát thương. Đó combo kiểu thứ nhất của mình hay sử dụng. Mình thấy kiểu combo này rất là an toàn. An toàn trong những pha gọi là solo kill hay là ở những pha nói chung là giao tranh tổng các bạn cũng rất là an toàn. Bởi vì các bạn không lao lên quá sớm vào cái chiêu cuối. Các bạn hất tướng địch về xong các bạn với nói chung là tấn công. Ây không được rồi, chết nhanh quá. Các bạn hất tướng địch về rồi các bạn dùng chiêu cuối thì đánh ở phía đội hình team mình nó rất là dễ. Cái kiểu này kiểu combo hỗ trợ nhau, hỗ trợ đồng đội. Cái kiểu combo thứ hai là các bạn tất nhiên dùng chiêu 2 xong chiêu 1, sau đó các bạn dùng chiêu cuối. Nhớ là phải đánh thường nha, sau khi dùng chiêu 1 phải đánh thường một phát để lấy cái hiệu ứng làm chậm. Chiêu 2 này, chiêu 1 này, chiêu cuối này. Sau đó anh em dùng chiêu 2 tiếp này. 2 tiếp xong chiêu 1 này, xong chiêu cuối anh em ơi. Nói chung là cũng na ná giống nhau, đó là cái độ quen tay và sử dụng trong tình huống khác nhau thôi. Và cũng phụ thuộc vào cái khoảng cách.
cái khoảng cách của bạn đến tướng địch nha, và đừng để bị đứt xích, đứt cái câu liềm là tỏa liêm là các bạn thôi khỏi chơi luôn. Chạy hộ quá xanh, móc chúng rồi nha, móc chúng rồi nha, wow, móc chúng rồi nha, mình xin, lại móc chúng rồi nha, wow, biết móc rồi anh em ơi. À, một số điểm lưu ý khi đánh Enzo đó là các bạn có thể dùng chiêu cuối để farm rất nhanh, nó sẽ gây sát thương trên đường thẳng. Đó các bạn nhớ nha, chiêu cuối gây sát thương trên đường thẳng. Nhiều khi anh em không móc trúng tướng địch mà móc vào mục tiêu phía sau thì anh em cứ dùng chiêu cuối, tướng địch trên đường thẳng sẽ bị chịu sát thương. Khi bắt tướng địch ở trong trụ thì anh em nhớ cùng dùng cái combo kiểu thứ hai nhá. Nếu các bạn dùng chiêu 2, chiêu 1 rồi các bạn dùng chiêu cuối, hất tiếp chiêu 2 ngược về và tiếp tục dùng chiêu cuối. Nói chung là anh em đánh thì sẽ biết thôi, còn nói thì nhiều anh em không chơi là cũng không hiểu đâu. Và nhiều anh em đánh Enzo thì cứ tập trung là combo thôi. Không có đánh thường, quá yếu. Các bạn cứ đánh thường nhiều vô, nhất là sử dụng chiêu 1 phải đánh thường thì đam mới to, đánh nó mới thốn. À, mình thấy sự giảm sức mạnh cũng không quá đáng kể, nghĩa là anh em luyện Enzo cần cái độ vét cao hơn. Phù hiệu anh em theo dõi bên dưới, trang bị theo dõi bên dưới và bảng ngọc cho Enzo, mình sử dụng bảng ngọc 21% tốc đánh trở lên. Nghĩa là anh em dùng ngọc đỏ là tốc đánh thì để chí mạng, ngọc tím đó là bảng ngọc tốc đánh tốc chạy, ngọc lục các bạn dùng công lý xuyên giáp. Dùng bao nhiêu ngọc hút máu tùy theo phong cách chơi anh em nha. Rồi, đánh thường luôn, đánh thường chết luôn. Wow, con này là cũng là một cái chất tướng theo kiểu là ăn mạng liên hoàn, bởi vì sau khi tiêu diệt tổ hỗ trợ tiêu diệt các bạn được tăng rất nhiều tốc chạy và tốc đánh. Enzo có kiểu đó là ăn một mình, nghĩa là hất cái mục tiêu ra phía phía sau cái đội hình team mình, team mình không ai đánh được, sau mình dùng chiêu cuối ra ăn một mình, khá là ích kỷ. Nhiều bạn có thể dùng chiêu đấy để nói chung là last hit rất là tốt. Nói chung là một clip thì không thể nói được hết cái phong cách chơi Enzo được, bởi vì vị tướng này là cần cái độ biết khá là cao, khó chơi mà anh em ơi. Rồi, danh cao sử dụng rất nhiều, danh thấp thì khá là ít. Móc trúng rồi, 1208, hỗ trợ khá nhiều, ăn cũng cũng quá nhiều luôn. Ok, như vậy video clip mình chơi Enzo và thông báo tin buồn Enzo giảm sức mạnh đến đây là hết rồi. Xin chào anh em và bài clip tiếp theo nha. Bye bye. Subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.